Thành đoàn Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng vừa đến thăm, động viên, tặng quà cho hơn 600 sinh viên ngoại tỉnh chưa thể về quê do ảnh hưởng của COVID-19. Trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều sinh viên ngoại tỉnh đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố, tạm thời không thể trở về quê. Nhiều bạn lâm vào cảnh khó khăn. Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ phần nào khó khăn hiện tại, Thành đoàn Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng vừa đến trao 620 suất quà cho sinh viên ngoại tỉnh bị kẹt lại thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng bởi COVID-19 tại khu ký túc xá phía Tây và ký túc xá phía Đông thành phố. Là sinh viên ngoài tỉnh bị mắc kẹt lại Đà Nẵng thì những phần quà của Thành đoàn thành phố Đà Nẵng gửi đến chúng em thì đã phần nào là giúp chúng em vượt qua được những khó khăn trong thời gian dịch bệnh này. Ban thường vụ Thành đoàn cũng như là hội sinh viên thành phố đã đứng ra kêu gọi vận động các cái nhà hảo tâm để hỗ trợ kịp thời cho các bạn sinh viên đang mắc kẹt tại các cái khu ký túc xá phía Tây và phía Đông của thành phố. Cũng hy vọng rằng với những phần quà ý nghĩa như thế này thì các bạn sinh viên một phần nào đó cũng sẽ vượt qua được cái đại dịch COVID-19 trong cái tình hình như thế này. Đây vừa là sự động viên tinh thần, vừa là sự hỗ trợ thiết thực của Thành đoàn Hội sinh viên thành phố. Bởi trong thời gian qua, rất đông đoàn viên, sinh viên không thể về quê dịp hè đã tích cực tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống dịch tại địa phương, qua đó góp một phần sức lực vào các hoạt động vì cộng đồng.